Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng chủ trì cuộc họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Huyện Lập Thạch tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 4 tháng 12, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh họp thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và bàn một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự có đồng chí Vũ Trì Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2014, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, ngoài việc thông qua các báo cáo theo luật định, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua 21 nghị quyết. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tiếp tục đổi mới, cải tiến cách thức tổ chức theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo tại hội trường, dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và giám sát tại kỳ họp. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Đồng thời thảo luận thống nhất quan điểm về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau về báo cáo kết quả thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào dự kiến chương trình giám sát, chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. Đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, các đại biểu cho rằng nội dung chất vấn và trả lời chất vấn cần ngắn gọn, tập trung theo nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm. Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan. Để kỳ họp diễn ra thành công, đáp ứng kỳ vọng của cử tri, đồng chí Phạm Văn Vọng yêu cầu các cơ quan liên quan và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp là nội dung được cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi. Vì vậy, các câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn phải ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề mà cử tri quan tâm. Các báo cáo tại kỳ họp phải trình bày ngắn gọn, đảm bảo thời gian theo quy định. Các cơ quan liên quan trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tập trung hoàn thiện các báo cáo, tờ trình phục vụ cho kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh. Chiều ngày 4 tháng 12, đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra về công tác mặt trận tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành và các tổ chức thành viên của mặt trận. Năm 2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các ngành, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận, đổi mới nội dung hoạt động, phát huy vai trò và tính chủ động trong việc tham gia các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào thi đua Vĩnh Phúc chung tay xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai sâu rộng 5 nội dung của cuộc vận động, duy trì có hiệu quả hoạt động của 38 nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm của tỉnh, tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động và hiến đất xây dựng giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi của địa phương, tích cực tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên đẩy mạnh sản xuất, giúp nhau thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thông báo khái quát về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2014 và cho rằng những kết quả trên có sự đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, thông qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện luật liên quan đến công tác mặt trận nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, thống nhất tổ chức bộ máy biên chế, tiêu chuẩn, số lượng cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha ghi nhận hoạt động công tác mặt trận của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, nhất là kinh nghiệm hay trong việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vận động sử dụng quỹ vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Văn Pha đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Trước đó, đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có buổi kiểm tra công tác mặt trận năm 2014 tại thành phố Vĩnh Yên. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên. Năm 2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vĩnh Yên và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Toàn thành phố có 91% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 108 trên 120 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Thành phố đã xây dựng được 20 tuyến phố văn minh, vận động xây dựng được trên 324 triệu đồng quỹ xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động ngày vì người nghèo đã thu được trên 370 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng được 13 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Cùng với đó, các cấp Mặt trận Tổ quốc thành phố đã thực hiện tốt các nội dung chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ công tác mặt trận và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha đã ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác mặt trận của thành phố. Đồng chí nhấn mạnh thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc thành phố Vĩnh Yên cần cụ thể hóa nhiệm vụ trên cơ sở quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Sáng ngày 4 tháng 12, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ thi công dự án đường trục trung tâm đô thị mới Mê Linh. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, nhà thầu POSCO ENC, liên danh tư vấn Nippon Empire Infra và Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Sau hơn 3 năm thi công, dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, theo hợp đồng thi công, dự án phải hoàn thành trong 31 tháng. Đại diện nhà thầu POSCO ENC cho rằng, việc thi công chậm tiến độ là do các yếu tố như vấn đề xử lý nền yếu, bàn giao giải phóng mặt bằng sạch. Trong quá trình thi công, vật liệu xây dựng không phù hợp với điều kiện thực tế. Nhà thầu đề nghị được gia hạn thời gian thi công và thay đổi xử lý nền yếu bằng phương pháp nền thấm sang xử lý nền cọc cát, giếng cát. Ý kiến của các sở ngành và công ty liên doanh tư vấn Nippon Empire Infra cho rằng, nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công là do chủ quan của nhà thầu POSCO ENC. Việc thay đổi các cách xử lý nền lún, vật liệu thi công là do đơn vị nhà thầu chính và tư vấn quyết định nhưng không làm ảnh hưởng đến giá trị gói thầu và chất lượng của dự án. Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho rằng, đến thời điểm hiện tại, nhà thầu POSCO ENC không còn khả năng hoàn thành thi công nên nhanh chóng thu hồi các gói thầu để tìm phương án xử lý mới. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành giao Ban Quản lý Dự án Cải thiện Môi trường Đầu tư, đơn vị tư vấn tham mưu cho chủ đầu tư để báo cáo JICA, Bộ Giao thông Vận tải về việc nhà thầu chính POSCO ENC không có khả năng thi công. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, nhà thầu chính xử lý được các lỗi thi công và đẩy nhanh tiến độ thì tỉnh sẽ xem xét việc thu hồi các gói thầu. Các sở ngành chức năng phối hợp giải quyết xử lý vi phạm trong việc chậm tiến độ thi công dự án của nhà thầu, đề xuất phương án hoàn thiện dự án đường trục trung tâm đô thị Mê Linh. Chiều ngày 4 tháng 12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 12 năm 2014. Trong tháng 11 năm 2014, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị. Nổi bật là thông tin về kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc quán triệt triển khai chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng, chương trình xây dựng nông thôn mới, kết quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, kết quả sau 2 năm thực hiện chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm,
không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở. Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo. 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã thông tin một số nét về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của thành phố, công tác chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 115 năm đô thị Vĩnh Yên và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại 2. Sở Thông tin Truyền thông báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trong tháng 11 năm 2014. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong tháng 12, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền diễn biến kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương năm 2014, các chỉ thị hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 12 của Đảng. Kết quả sau 2 năm thực hiện chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân gắn với sự trưởng thành của lực lượng vũ trang Vĩnh Phúc. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 115 năm đô thị Vĩnh Yên và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại 2. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban quý 3 năm 2014, thực hiện Nghị định số 77 ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quý 3 năm 2014, lực lượng công an, quân sự, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã chủ động triển khai phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ có hiệu quả công tác tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phòng chống tội phạm, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm làm việc tại địa phương. Các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, lực lượng công an, quân sự và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình và dự báo tình hình, nhất là tại các địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, tôn giáo, dân tộc. Nắm tình hình an ninh nội bộ, phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ meeting kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2014 và 25 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2014. Chương trình kỷ niệm 115 năm Đô thị Vĩnh Yên và đón nhận quyết định công nhận Vĩnh Yên đạt Đô thị loại 2. Tập trung thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, cao điểm phòng cháy chữa cháy mùa hành khô. Nắm bắt được nhu cầu của xã hội về thủ công mỹ nghệ, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên đã tập trung đầu tư phát triển làng nghề, nhân rộng các điển hình và tìm đối tác cho đầu ra sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu làng nghề. Lịch sử truyền thống ở thị trấn Thanh Lãng ghi lại nghề mộc đã ra đời và phát triển được hàng trăm năm. Đến nay, những kỹ thuật chế tác cùng với các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại đã làm nên một thương hiệu mộc đáng tin cậy, được trong và ngoài tỉnh biết đến. Mộc truyền thống Thanh Lãng đã trở thành một nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay, toàn thị trấn có tổng số hộ làm nghề mộc lên tới trên 1.600 hộ, với trên 3.200 lao động hành nghề. Sinh ra và lớn lên tại làng nghề mộc truyền thống Thanh Lãng, nghệ nhân Dương Văn Hoạt là thế hệ thứ 3 trong gia đình nổi tiếng làm nghề mộc. Ông là một trong số ít người làm nghề được công nhận là nghệ nhân ở địa phương. Góp phần đưa nghề mộc truyền thống của thị trấn Thanh Lãng phát triển bền vững và được nhiều nơi biết đến. Bản thân tôi thì cũng là một giáo viên dạy nghề của khóa học trước năm 2013. Tôi cũng tham gia dạy nghề khóa học đấy và đến năm nay là 2014 tôi cũng đang tham gia hai lớp dạy nghề của thị trấn Thanh Lãng. Trong quan buổi truyền nghề đấy thì cũng như trong chính quyền địa phương rồi thì ban khuyến công của tỉnh là cũng cái buổi mục đích đó là muốn
nâng cao kiến thức rồi thì dạy nghề cho các cái thế hệ lao động thị trấn Thanh Lãng, nâng cao những người học nghề mà đã biết nghề rồi thì có thể làm tốt hơn. Để nghề mộc truyền thống không chỉ phát triển ở địa phương mà còn phát huy thương hiệu trong cả nước, thời gian qua, thị trấn Thanh Lãng đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể thiết thực, trong đó đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền, dạy và truyền nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu làng nghề. Đảng ủy ban nhân dân thị trấn đã có nghị quyết chuyên đề là tạo mọi cái điều kiện để cho làng nghề hoạt động. Tất cả các cái nguồn gỗ và tất cả các cái quan hệ giao dịch là được tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các hộ làm nghề hoạt động. Hai là tạo điều kiện cái vay vốn ưu đãi để cho các hộ hiện nay là còn cần cái nguồn vốn đó thì đã có tiền để làm những cái việc mà để phát triển như cái làng nghề hiện nay. Nhưng có đặc biệt một vấn đề là cái giải quyết môi trường. Khi làng nghề phát triển như vậy, thu nhập cao như vậy nhưng mà cái môi trường bị ảnh hưởng cũng rất lớn, thì được cái sự quan tâm của tỉnh, của huyện và đặc biệt là thị trấn cũng đầu tư về cái vấn đề để giải quyết cái ô nhiễm làng nghề trong giai đoạn hiện nay. Xác định rõ nghề mộc sẽ chiếm trên 50% tổng sản phẩm xã hội của địa phương. Do vậy, thị trấn Thanh Lãng đã có kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch và xây dựng cụm làng nghề với diện tích gần 10 hectare để đưa 300 hộ vào sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và giải quyết việc làm ổn định cho lao động địa phương. Theo dự báo, mùa khô năm nay, tình hình thời tiết sẽ diễn biến rất phức tạp. Do đó, ngay từ đầu năm 2014, huyện Lập Thạch đã tăng cường các biện pháp bảo vệ cũng như phòng chống cháy rừng một cách chủ động, nhằm giảm tối đa các nguy cơ dẫn đến cháy rừng trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện Lập Thạch có tổng diện tích rừng và đất rừng 4.300 ha, trong đó rừng phòng hộ 422 ha, rừng sản xuất 3.900 ha. Vào mùa hanh khô, diện tích rừng trên địa bàn có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Bên cạnh nguyên nhân khách quan do thời tiết nắng hạn, hanh khô kéo dài, còn có nguyên nhân chủ quan từ con người như đốt cỏ để chăn nuôi, hun khói lấy mật ong, khai thác gỗ, chặt củi trái phép. Trong điều kiện địa hình phân bố phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, nguồn nước xa, nếu để xảy ra cháy rừng thì hậu quả sẽ khôn lường. Để chủ động bảo vệ tài nguyên rừng, huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Bước vào mùa khô của 2014 và 2015, thì hạt kiểm lâm huyện Lập Thạch là cơ quan thường trực của Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng của huyện đã triển khai công tác phòng cháy trên một số cái lĩnh vực. Cái thứ nhất là tiến hành xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng và cái kế hoạch thực hiện triển khai phương án và củng cố lại tổ đội xung kích để có những biện pháp và chủ động trong công tác phòng cháy nếu khi xảy ra cháy rừng. Trong những cái ngày khô hanh thì trên địa bàn thì Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa rừng bảo vệ rừng huyện đã chú ý đến những cái khu vực trọng điểm, trọng tâm trong cái công tác phòng cháy, những cái nơi mà thường xảy ra cháy rừng của những năm trước thì luôn luôn được quan tâm và chú ý đến, tăng cường công tác nhắc nhở và kiểm tra công tác phòng cháy của các chủ rừng. Với nhiệm vụ bám rừng, bám dân và bám chính quyền cơ sở, đội ngũ cán bộ kiểm lâm viên, kiểm lâm địa bàn đã thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương tổ chức tuyên truyền, tuần tra phát hiện và xử lý nghiêm các vụ phá rừng, làm nương rẫy, vận chuyển lâm sản trái phép nên đã hạn chế được tối đa các vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó, hạt kiểm lâm huyện cũng phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng. Chủ động phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh tổ chức diễn tập và huấn luyện kỹ năng, kỹ thuật chữa cháy rừng cho nhân dân và các chủ rừng trên địa bàn, xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng ở các cộng đồng dân cư nơi có rừng, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện phương án quản lý bảo vệ, phát hiện sớm điểm cháy rừng, tổ chức ứng trực 24/24 tại các xã trọng điểm, đôn đốc các chủ rừng duy tu đường băng cản lửa tại các khu vực rừng tập trung, thực hiện biện pháp làm giảm mật độ cháy. Trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng của huyện Lập Thạch thì trong những hàng năm cũng được sự quan tâm rất lớn của huyện ủy, ủy ban dân huyện. Trong cái công tác phòng cháy thì số vụ cháy thì hàng năm được giảm. Ví dụ năm 2013-14 thì chỉ xảy ra có 2 vụ, trong khi những năm trước là đến 4-5 vụ. Do làm tốt cái công tác tuyên truyền và kiểm tra cho nên là những cái vụ cháy rừng thường xuyên được dập kịp thời chứ không để xảy ra cháy lớn.
để công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả. Bên cạnh sự tích cực vào cuộc của các ngành chức năng, thì người dân trên địa bàn cần coi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Có như vậy, rừng, lá phổi xanh mới được bảo vệ và phục vụ nhu cầu sống của chính người dân. Quân đội Nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam đã nêu cao và phát huy mạnh mẽ giá trị truyền thống, giá trị đạo đức của dân tộc và truyền thống vẻ vang của quân đội, cùng với cả dân tộc tạo nên những chiến thắng vĩ đại, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 và gặp mặt cán bộ hội nhân kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống Hội cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2014. Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh được thành lập năm 2001. Đến nay, hội đã có 33 cơ sở hội, 24 chi hội trực thuộc cơ sở với hơn 440 hội viên. Trong quá trình hoạt động, hội luôn xác định đúng đắn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu và tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của tỉnh. Năm 2014, Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như nhiệm vụ của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, của Hội cựu chiến binh tỉnh. Hội đã vận động các hội viên phát huy vai trò gương mẫu, giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng và kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Năm 2015, Hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, 31 hội viên Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương của Hội cựu chiến binh Việt Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng năm 2014 cho hơn 140 đối tượng là cán bộ quản lý các trung tâm học tập cộng đồng của 6 huyện thành thị là Vĩnh Yên, Phúc Yên, Tam Dương, Tam Đảo, Yên Lạc và Bình Xuyên. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe các đồng chí chuyên viên vụ giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục Đào tạo truyền đạt các nội dung, vai trò của mô hình trung tâm học tập cộng đồng trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của cán bộ, nhân dân. Các nội dung và phương pháp giáo dục vì sự phát triển bền vững của cộng đồng, việc khai thác, sử dụng và biên soạn học liệu địa phương của các cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng. Thông qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng hiểu rõ hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, nhằm tạo điều kiện cho mọi người đều có cơ hội được học tập thường xuyên, liên tục suốt đời. Qua đó, nhằm nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội và hướng tới nền kinh tế tri thức.